Ngày nghỉ cuối tuần của cậu thế nào? À, chỉ là cả nhà lái xe đi chơi cùng mấy chú chó, tận hưởng không khí trong lành. Nghe có vẻ bình yên nhỉ? Tớ tổ chức khao xe mới cuối tuần này đấy, cậu tham gia nhé. Giới thiệu Everest White Check thế hệ mới, làm chủ cuộc sống theo cách riêng của bạn.